Chương 24. Phi từ trong phòng bệnh bước ra sân. Cũng may xe của khu viện trưởng còn đậu tại đó. Chàng hỏi lão tài xế Trương: "Viện trưởng còn thăm bệnh nhân phải không?" Lão Trương chưa kịp đáp lời thì lão Khưu từ trong phòng bệnh đi ra. Trên mặt ông hiện vẻ nghiêm trọng, dường như vừa xảy ra việc gì. Lão vừa bước vào văn phòng vừa hỏi: "Phi, hãy gọi điện thoại nói rằng chúng ta sẽ về dùng cơm." Ông ta vừa nói vừa cởi lớp áo mũ y sĩ ra và rửa tay. Phi vâng lời đến gọi điện thoại. Người tiếp điện thoại là Bân Bân: "Má đang chờ gấp ghê lắm. Má nói ba và anh mà không về thì nhất định bà sẽ không cho hai người ăn." Ở phòng bệnh dường như xảy ra việc gì, nên bác trai từ phòng bệnh vừa mới đến: "Bộ có người chết hả?" "Bân Bân, em không nên nói như thế." Đang vừa cười vừa nói: "Anh nên hối ba mau về, ở nhà đang có khách. Cả nhà đang chờ về dùng cơm ghê lắm." "Khách nào vậy?" "Anh về đến sẽ biết." Bân Bân nói xong cúp điện thoại. Khu viện trưởng đã rửa tay xong, vừa mặc áo vào. Ông ta hướng vào Phi gật đầu. Hai người cùng bước lên xe. Phi và lão cùng ngồi phía sau, đợi xe mở máy chạy đi. Chàng nói: "Bân Bân nói với cháu tại nhà có khách, chờ bác về nhà dùng cơm." "Khách nào vậy?" Bân Bân không nói rõ. Khu viện trưởng không nói thêm điều gì. Phi trong gương mặt lão không yên. Cả cố tật khi lên xe là hút ống bíp liên hồi cũng không thấy. Nhất định có chuyện gì vừa xảy ra và rất nghiêm trọng. Chàng động tánh tò mò, bèn hỏi thử: "Vừa rồi cháu đến phòng bệnh, nghe nói có một bệnh nhân tự sát. Anh Vũ lập tức đến lo liệu, không biết chuyện ấy xảy ra như thế nào." Lão thở ra vừa lắc đầu vừa nói: "Tôi đến phòng bệnh để lo liệu việc đó. Tình hình rất nghiêm trọng, Phú còn ở lại đó lo điều trị. Bệnh tình rất trầm trọng, e khó sống được." "Dạ, có phải một bệnh nhân thuộc phái nữ không?" Cô ấy họ Vương, là một sinh viên du học Mỹ Quốc. "Cháu nghe anh Phú đề cập đến cô ấy. Trước ở Mỹ Quốc thất bại về đường tình ái, nên tâm tánh xảy ra bất thường, bị họ đưa về nước. Có phải chính cô ấy không?" Lão gật đầu nói: "Bà của nó là bạn thân với tôi. Sau khi nó về nước, bà nó giao cho tôi điều trị hơn mấy tháng nay. Tại y viện, cơ thể nó vẫn như người thường, không bệnh hoạn gì." "Thưa, có phải cô ấy chỉ mang bệnh là tối ngày không chịu rời quyển sách trên tay không hả bác?" "Điều đó cũng do sự nhàn rỗi vắng lặng buồn bực, nên nó thường nhớ đến việc du học. Anh Phú có nói với cháu, bình tình cô ấy đã sắp lành, tại sao bỗng nhiên lại tự sát?" "Nguyên nhân cũng vì một chuyện ngẫu nhiên. Nó đọc một tin trên báo rồi buông tờ báo ra mà khóc ngất." "Chắc cô ấy được tin bất hạnh chứ gì." "Nó đọc tin người bạn của nó tại Mỹ Quốc đã đăng tin kết hôn. Trong lúc bệnh nhân đều ra ngoài tản bộ, chỉ còn mình nó trong phòng, nó đập vỡ chiếc ly thủy tinh, dùng miếng ly mà cắt tĩnh mạch. Khi y tá phát giác thì máu ra quá nhiều, nên nó hôn mê luôn." Phi thở dài nói: "Thật đáng thương. Cũng tại gia đình không đề phòng vấn đề báo chí. Phải chi họ biết trước tin tức đó, đừng để cho nó xem." Phi lấy làm lạ. Chàng tự nghĩ, bình thường thì khu viện trưởng ít khi nói chuyện với chàng nhiều như hôm nay. Chưa biết duyên cớ gì mà lão nói nhiều như thế. Có lẽ vì vấn đề của Vương Cách mà lão đối với chàng có điểm khác hơn trước. Phi nhân cơ hội đó mà báo cáo cho lão biết bệnh tình của Trương Lập Dân. Nhưng chàng không hề tiết lộ những việc chàng mưu tính có liên quan đến căn bệnh của Tố Tố. Khu viện trưởng gật đầu khen ngợi: "Hay lắm. Khi anh ta xuất viện, mình cũng nên tổ chức tiễn đưa anh ta. Mời một số ký giả đến cho biết Dân được trở lại bình thường cũng nhờ Phi điều trị. Cháu không tài cán gì, chỉ hy vọng thay bác mà điều trị cho bệnh nhân thôi." Vấn đề trị bằng tâm lý đối với y viện rất quan trọng. Từ nay Phi có rảnh nên phụ trách những vấn đề về tâm lý đó. Có việc gì khó khăn nên cho tôi biết ngay. Phi tỏ vẻ vâng lời, nhưng chàng không hề đề cập đến bệnh trạng của Vương Cách. Vì sau khi chàng bàn luận với Phú, chàng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Chàng không muốn cầu xin viện trưởng cho biết sự thật, cũng không muốn điều tra tường tận mọi việc đã qua. Lòng chàng rất e ngại và thông cảm những sự tình cũng như hành động của Vương Cách. Nếu chàng là Vương Cách, khi gặp lão Hùng tuy không đánh đập thô bạo, nhưng chàng cũng khinh rẻ lão Hùng ra mặt. Vì có cảm giác vừa thích thú vừa lạ lùng. Bệnh của Trương Lập Dân, sau khi tìm ra sự thật thì thấy bệnh tình của anh ta rất chống khỏi. Còn Vương Cách thì sao? Dù cho chàng có muốn tìm ra sự thật cũng đành túc thủ. Như căn bệnh của cô Hồ Phương, không phải để tìm ra sự thật là gì, tại sao cô ấy lại đi tìm cái chết để giải thoát? Không thể nói hữu hạnh hay bất hạnh, tình cảnh mỗi người mỗi khác. Có người chỉ nhờ Thượng Đế giúp đỡ, nhưng Thượng Đế chắc chắn không chịu bận tâm đến chuyện của người đời. Xe về đến nhà, chàng bước xuống xe sau khu viện trưởng. Khi Phi vừa vào đến nhà khách, chàng rất kinh ngạc nhìn thấy Tố Tố và bà Hùng còn Bân Bân đang ngồi tiếp đãi hai mẹ con của Tố Tố. Bân Bân thấy lão Khưu bèn chạy ra nắm tay. Ba, con thay ba mà mời hai vị quý khách. À, hoan nghênh chị và cháu. Bác gái với Tố Tố đến thăm má, còn khó khăn lắm mới thỉnh ở lại dùng cơm đấy chứ. Bà Hùng nói chuyện với lão Khưu như trả lời Bân Bân. Không muốn làm rộn chị và cháu, bởi hôm qua ngồi phi cơ suốt nửa ngày, hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày còn chưa hết mệt. Phi chào hỏi mẹ con Tố Tố, lời lẽ của chàng hơi mất tự nhiên. Chàng không biết công việc vừa xảy ra như thế nào, vì rất sợ chạm phải đôi mắt của Tố Tố. Cô viện trưởng là bác sĩ đã từng du học tại Nhật Bản, nên ông ta rất rành phong tục và cảnh trí tại Nhật. Bà Hùng trước đây cũng có theo chồng đi công du tại Nhật một thời gian, nên trong bữa cơm họ đàm luận toàn những kỳ quan, phong tục và tập quán của nước Nhật. Vì một mình Phi không mấy hứng thú trong bữa cơm này, chàng cũng không ưa bàn đến chuyện nước ngoài. Món gọi cá sống nổi tiếng của Nhật chàng nuốt khó trôi, nhưng chàng cũng gắng gượng tỏ ra rất thích khẩu. Một mặt tìm những lời khéo để khen thưởng bà Khưu đã khéo tay, chàng nhìn thấy Tố Tố cũng gắng gượng nuốt cái món ăn ngoại lai ấy. Sau bữa cơm, nàng tìm một nơi khoáng khoát mà ngồi. Khi Bân Bân đi ra phía sau, nàng hỏi khẽ Phi: chiều nay anh với Bân Bân đi du ngoạn hả? Phi do dự giây lát rồi nói: hồi sớm mai này Bân Bân có nói, nàng hy vọng là được tôi cùng đi đến thăm một vài người bạn. Tố Tố gật đầu, nàng không nói chi cả. Phi lộ vẻ không an lòng hỏi: cô có việc gì cần không? Không, chỉ hỏi vậy thôi. Trước khi dùng cơm, em nghe anh gọi điện thoại với Bân Bân. Anh đang bận rộn tại y viện lắm hả? Bác Khưu rất bận nhiều việc, tôi phải chờ bác cùng về. Dường như Bân Bân hỏi anh có người bệnh đã chết, Phi giải thích. Cô ấy chỉ nói chơi trong điện thoại, bởi vì có một bệnh nhân vừa tự sát. Tố Tố động tánh hiếu kỳ hỏi: thế à, người bệnh ấy thuộc giới nào? Phi đã nói lỡ lời không thể rút lời lại. Chàng nghĩ rất ăn năn, hoàn cảnh của bệnh nhân vừa tự sát rất dễ làm kích thích cho Tố Tố. Đồng thời, công việc của bệnh viện cũng không nên nói ra nhiều cho người ngoài biết. Nhưng lúc ấy lão Khưu tiếp lời: Tố Tố, nói đến bệnh nhân đó, chắc cháu đã nghe qua. Cô ấy Hồ Phương, bà của cô ta có quan hệ với bác. Khi cô ấy du học tại Mỹ Quốc, gặp chuyện rối loạn thần kinh rồi trở về nước. Bình thường tại y viện cô ấy rất đàng hoàng. Hôm nay không biết do nguyên nhân nào mà bệnh nhân dùng miễn ly cắt đứt tĩnh mạch để tự sát. Tố Tố lộ vẻ kinh dị nói: trước đây cháu đến thăm bệnh viện, cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường, sao hôm nay bỗng nhiên tự sát? Bân Bân vừa ra đến, nàng hỏi nhanh: bà nói ai tự sát, tại sao vậy? Vì có cảm giác khu viện trưởng không nên nói rõ nguyên nhân cô Hồ Phương tự sát. Đối với căn bệnh của Tố Tố có ảnh hưởng vô cùng, nhưng chàng không thể đoán trước câu trả lời của lão. Nhưng khu viện trưởng như đã chú ý điều đó, lão trả lời: bà rất hối tiếc cho cô Hồ Phương, tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, lại xuất ngoại, tiếp tục sự học, điều đó thật khó mong được. Kết quả là lại quá bi thảm và uổng công phu học tập gần 20 năm trời. Tố Tố như lưu tâm đến vấn đề rồi nói: thưa bác, có thể cứu cô Phương thoát khỏi tử thần không? Đó là trách nhiệm của toàn y viện. Y sĩ Phú đang lưu lại đó để tìm cách chữa trị. Chúng tôi muốn gọi điện thoại để hỏi thăm được không bác? Khỏi cần, bác đã dặn dò, nếu có việc cần thì gọi điện thoại cho biết. Đã lâu rồi không có tin tức gì, chắc là đã qua khỏi nguy hiểm. Tố Tố thở phào nhẹ nhõm. À, được vậy thì hay quá. Bần Bần chua mỏ, tỏ vẻ không hài lòng: bà nói đến chuyện chết chóc làm gì nghe sợ quá. Thôi, bà không nói nữa đâu, con sào gan như con tép. Đến đây Phi mới an lòng. Sự tình đã qua giai đoạn lo âu, nhưng Bần Bần vẫn quấn quýt theo lão Khưu nói: con nào phải nhát gan, con chỉ sợ Tố Tố, cô ta ăn uống quá ít, lại thêm chuyện sợ hãi nữa. Nhưng Tố Tố lại có ý nghĩ ngược lại: không đâu, bác đừng lo điều đó. Cháu tuy là ăn uống ít ỏi, nhưng cháu thích nghe những chuyện lạ, bởi cháu có biết cô Hồ Phương đó, nên cháu rất lo cho cô ấy. Cô viện trưởng cười ha hả nói, được rồi, thôi không nên bàn vấn đề cô Hồ Phương nữa, chiều nay chúng con đến đó thăm chơi. Tố Tố cướp lời nói, thưa bác, cháu không muốn đi, cháu muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay cháu thấy độ cổ hơi nặng, nên cháu không học bài. Bân Bân nói, còn mình với Phi thì đi thăm bạn bè. Bà Khưu xen vào, cũng được, con hãy thay má đem một vài món đồ tặng cho người quen nhé. Phiền lắm má à. Bà Hùng nắm tay con gái đứng dậy nói, thôi mình cáo từ ra về, khuấy rối mấy tiếng đồng hồ cũng đủ rồi, lại còn tặng cho đồ đạc nữa. Lão Khưu sai bảo tài xế Trương lái xe đưa khách. Phi và Bân Bân cũng đứng lên tiễn khách ra cửa. Phi thấy không khí chẳng mấy gì vui vẻ, nên chàng không nói điều gì khác. Chàng thường nói, mỗi người có mỗi cá tính khác nhau. Chàng đem so sánh giữa Bân Bân và Tố Tố. Chàng chú ý phân tích cá tính của hai người. Tánh tình của Bân Bân vui vẻ trẻ trung, dễ yêu cũng hay giận. Nếu dùng nước để thí dụ với phái nữ, thì tánh của Bân Bân bình thản như dòng nước trôi xuôi. Khi thuyền thả trôi trên dòng nước đó, thì không thấy lo ngại gì chuyện viễn du. Nhưng khi dòng tố nổi lên, thì con sông bình thản ấy rất dễ nổi lên những cơn sóng bạo mà nhận chìm thuyền. Nếu thuận theo ý nàng thì rất dễ trở thành bạn thiết, ngược lại thì khó lường hậu quả. Tố Tố thì luôn sử dụng tình cảm nặng hơn lý trí, đầu óc chứa nhiều ảo tưởng hơn là hiện thực. Nàng giống như một con suối nhỏ, hai bên bờ suối ấy đủ cả rặng liễu, luống hoa, non xanh và mây trời bao bọc. Phong cảnh thật đẹp mắt. Suối nhỏ ấy không thể chứa những con thuyền, cũng như không nổi cơn sóng bạo để nhấn chìm thuyền. Tâm trí nàng là những thi sĩ, họa sĩ, nét đẹp trong lòng và bên ngoài ăn khớp nhau. Nhưng tình cảm của nàng rất yếu đuối, dễ bị ngoại vật khuấy động. Như nước trong khe suối nhỏ, nước rất trong sạch nhưng cũng mau cạn. Thượng đế đã sanh ra cá tánh của hai nàng không giống nhau. Nếu xảy ra một ngoại cảnh gì thì hai cá tánh rất dễ xung đột. Hôm đó hai người tuy không nói điều gì trái ý để gây xung đột nhau, nhưng ý kiến không hề đi đôi với nhau. Sau khi mẹ con Tố Tố đã lên xe, Bân Bân và Phi trở vào nhà. Nàng quay sang hỏi Phi, anh Phi, anh có biết cô Hồ Phương vì sao mà tự sát không? Phi sững sờ giây lát. Chàng không muốn bàn đến vấn đề này nữa nên trả lời đẩy đưa, trên đường về tôi chỉ nghe bác nói lại chứ không hiểu rằng cho lắm. Em muốn biết rõ thì nên hỏi bác. Anh không vì cô ấy mà lo lắng cho bệnh của cô ta sao? Không, anh đang lo cho một bệnh nhân khác. Trên đường về mới nghe bác nói lại thôi. Nàng tỏ vẻ giận dỗi nguýt chàng, báo hại người ta chờ gần chết vậy đó. Tôi lấy đồ mua tặng cho anh đây, nào anh xem thử, hy vọng là anh sẽ thích. Phi liếc sang tay nàng, vừa cười vừa nói, Bân Bân, em mua món gì cho anh, nhất định anh thích món đó. Nàng trợn mắt nhìn chàng, dạ hàm, chưa xem thấy gì hết, sao biết em mua vật gì? Món gì anh cũng cần thiết hết, em từ xa mua về cho anh, đủ làm anh vui thích lắm rồi. Bân Bân nhéo tay chàng, làm cho Phi đau đớn kêu lên. Bà Khưu quay lại nhìn nàng hỏi, Bân Bân, con làm gì vậy? Phi chỉ dàn qua bên cạnh nói, dạ không có chi, cháu chỉ đụng dàn qua nên sắp ngã. Dàn qua này nên kêu thợ sửa lại mới được. Bà Khưu vừa nói vừa nhìn lão Khưu viện trưởng. Khưu viện trưởng vừa cười vừa bông đùa, phần tôi chăm sóc bệnh viện, phần bà thì chăm sóc gia đình chứ. Phi nhìn Bân Bân nói, ít hôm nữa tôi sẽ về sửa lại dàn qua này. Bân Bân giận cũng không được, mà cười cũng chẳng ra lời. Nàng chỉ hứ một tiếng, tiếp theo lại đến nói nhỏ bên tay chàng, anh dám dữ vậy? Em không sợ anh sẽ mét với bác gái à? Sắc mặt nàng vẫn hầm hầm, gằn giọng, đố anh dám. Thôi anh không dám, em làm dữ nên anh sợ quá rồi. Bân Bân vừa bước vào cửa ngõ, đừng nói xàm, hãy mau vào xem đồ của em mua, rồi chúng ta sẽ đi Đài Bắc nữa. Vợ chồng lão Khưu cũng vừa bước vào cửa. Phi đứng lại tại cửa ngõ nói, những vật đó bất tất em phải mang theo, vì anh không còn ở nhà Tố Tố nữa. Vậy hôm nữa anh sẽ dọn về đây.